Hello, xin chào mọi người, lại là em đây. Thì hôm nay trong cái video này em nói thêm về mọi người kỹ hơn về miếng dán ngải cứu nha mọi người. Như mọi người đã biết á, thì em bán miếng dán ngải cứu. Hàng này là hàng Trung nha mọi người. Nội địa Trung thì một hộp của nó là gồm một bịch. Trong một bịch như thế này nó gồm 12 miếng nha mọi người. Dạ, thì cái này á, mình dán giảm đau vai gáy, đau lưng, đau đầu gối, đau khớp các loại rất là hay ha mọi người. Thì đây nè, hôm bữa nè, cái bịch mà em dùng á mọi người, em bị nhức đầu, cái em cắt nhỏ ra em dán hai bên nó nóng mà nó giảm hiệu quả, em thấy rất là giảm nhức đầu rất là hay. Em thấy quý anh chị em bên em mà em bán hàng á, mọi người mua rồi mua thêm rất là nhiều nha mọi người. Một hộp 12 miếng nhưng mà mọi người khui ra rồi mọi người dán xong cái phần còn lại á mọi người giữ kín cái bịch giùm em ha. Mình giữ cho nó đừng có bị hở ra nha mọi người. Như bịch này em khui ra em dùng, em test em dùng nè. Xong ở trong đây còn phải không mọi người? Xong cái mọi người biết sao? Em sẽ giữ lại cho nó kín nè, em kẹp cái này lại đừng cho nó lọt gió vào để tránh cái miếng dán ngải cứu bị mất mùi và bị mất tác dụng nha mọi người. Như hôm bữa em để ngoài không khí á, em quên nó, em để ngoài á mấy cỡ chừng 2 tuần sau em lấy lại nó mất mùi thơm mà em dán nó không còn nóng nữa mọi người. Cho nên là mình dán xong mình nhớ bảo quản cho nó kỹ nha. Với lại vậy nè, các em nghĩ cái này á, là miếng dán ngải cứu nó thêm kết hợp thêm hương quế đồ các hương liệu, cho nên là mọi người mà bị dạng như em, có mấy anh chị mà điện thoại em là nói là bị dạng như bị thối hóa khớp đi, bị gai đồ, dán cái này có hết không? Hết thì là em nghĩ là nó sẽ không hết đâu mọi người. Còn nếu mà hỗ trợ cho mọi người giảm đau nhất thì em nghĩ nó có nha mọi người. Còn nói về chuyện mà hết đau, hết bị luôn thì cái này chỉ là dán giảm đau thôi. Thay thế, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cho nên là quý anh chị em nào, em cũng chia sẻ thật luôn. Lúc này thì ba mẹ ở nhà nè, lao động thì mùa lạnh này hay bị đau nhức lưng thì em thấy dán cũng ổn. Ông bà của em thì lâu lâu, ví dụ như mình bị đau lưng mỏi vai gáy thì mình dán em thấy cũng khá là ok á mọi người. Anh chị em nào mua hàng thì các bạn Zalo với em số điện thoại 0387728778 ha. Em tên Thảo. À, cái này có giá là 28.000 một hộp 12 miếng nha mọi người. Và mọi người mua 10 hộp là 280 thì em sẽ bao ship. Còn nếu mà quý anh chị em nào mà mình mua ít hơn 10 hộp á thì phí ship là 30.000 giúp em nha. Dạ, còn cái phần mà về phần giá cả thì em nói mọi người nghe thế này. Em bán ở đây giá 28.000 một hộp, nhưng thị trường ở bên ngoài người ta bán tầm hơn 40.000. Nên mọi người đừng so sánh giá và đừng mặc cả giúp em ha. Dạ, mình thấy ok thì mình mua hàng giúp em nha. Với lại cái này em nghĩ là bây giờ mà mình tìm được một cái sản phẩm tốt và dán em thấy hiệu quả thì em thấy cũng ok với cái giá thành đó rồi mọi người ạ. Dạ, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Em xin chào ạ.